Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với channel của mình là Coi và mình đã quay trở lại rồi đây. Ok, hôm nay chúng ta quay trở lại một siêu phẩm nữa, đó chính là siêu phẩm Bận Bựa Boy. Ok, hiện tại thì mình đang nâng cấp đậu 5 với cái giá nó là còn 5 ngày nữa anh em ạ. Nói chung rất là phê lòi. Một khi có đậu 5 mình sẽ nhận được 20 ngọc quẩy tới già luôn, rất chi là phê. Ok, thì nói chung là quay trở lại clip của Bận Bựa Boy. Thì anh em biết rồi, mình cũng nói luôn, Bận Bựa Boy là mình chuyên làm, mình chuyên dùng để làm những clip ví dụ như review hay là PK tem kit, hay là những cái clip nói về thời xưa, hay là những clip bình luận hài, hay là những cái clip mà nói chung là một là review, hai là clip hài. Ok, và ba là cái clip nói chung là nhắc về thời xưa, nhắc về cách đây 2-3 năm trước, những khi game mới ra cho anh em, nói chung là cho anh em những cái thú vui bất ngờ. Ok, còn những cái ạc như alo hay ốc tư 97 rồi là mình dành cho PK đấy, mình cũng nói vậy luôn. Ok, và chúng ta quay trở lại clip của Bận Bựa Boy. Hôm nay thì mình sẽ review cái võ đài bà hạt mít. Nói chung là quá lâu rồi, phải nói rằng không phải lâu nữa, không dùng từ lâu nữa, mình dùng từ quá lâu rồi để review cái võ đài bà hạt mít này. Thực sự là có một số anh em là không biết gì về cái võ đài này, cái võ đài sinh tử này, và hôm nay mình sẽ review cho anh em xem cái võ đài này. Trước tiên mình xin nói là cái võ đài này là muốn tham gia được cái võ đài là anh em phải là trên 100k sức mạnh và dưới 150 triệu. Ok, và bây giờ mình sẽ số thứ tự của mình là số 3, và ba người nữa là mình sẽ lên đấu. Ok, hiện tại thì ông ghi 957. Úi dồi, đi đâu cũng gặp những thanh niên 957 sao kỳ vậy ta, hay là do mình cái tên mình đẹp quá anh em lấy đặt theo vậy. Ok, giờ mình sẽ xem top 100 hiện tại đang là ngu thì muộn. Kiroto, nhóc sinh đứng top 3, sát thần đứng top 4. Rất nhiều toàn thanh niên gà. Úi giời, thanh niên là ốc tiêu 87 này. Anh ta 3 ngày trước, anh ta hiện tại đang chạm trán với người vô hình. Nói chung là ở trên đây lâu quá mình chưa đi, lâu quá mình chưa đi nên cũng đếch biết gì luôn. Thề luôn, bao thề là lâu quá chưa đi, không biết gì. Nhưng mà chỉ biết rằng là ở trong đây là trên 100k sức mạnh và dưới 150 triệu sức mạnh nó mới cho đi thôi. Ok, thanh niên là Chibi 2357, nhưng anh ta đang đợi để tham gia thi đấu thôi phải. Nói chung là đợi trong này thì đợi rất là lâu luôn, đợi quá lâu luôn. Bây giờ này, hiện tại thì mình vẫn đang đợi, và đang đợi xem ngoài bạt mịt nó nói gì. Hiện tại ốc ghi đã hết khỉ và anh ta đang chạm trán với bông băng 19k9 HP. Nói chung ở trong đây thì dưới 150 triệu đi được thì quái nó cũng gà thôi, nhưng mà tùy cấp độ của quái và nhận quà. Ok, nói chung là để cho anh em bình chọn thôi. Thí dụ như mà ốc ghi này đánh thắng bông băng mà mình bình chọn cho ốc ghi thì mình được tiền. Ok, nói chung là rất tuyệt vời. Bây giờ chạm trán với lại vua quỷ sa tăng. Ốc ghi với lại vua quỷ sa tăng, ai sẽ giành chiến thắng đây? Ok, thua thì thua lẹ đi, thắng thì thắng lẹ đi, tao còn chơi nữa. Ốc ghi anh ta còn 13k HP. Vua quỷ sa tăng ôi gồng trời kinh, 6k HP, 5k9, 4k9, 3k, 2k, 1k. Ok, vua quỷ sa tăng lên bảng. Tiếp theo đó chính là thỏ đầu bạc. Thỏ đầu bạc 26k HP, khá là mạnh đây. Tí nữa mình sẽ được đấu, hiện tại mình đang đợi đây, rất chi là quyết liệt. Mình sẽ xem thử coi ở trên top 100 thử có ai đáng mạnh đáng ngờ không. Ok, chúng ta không có ai cả, toàn là những thanh niên cùi thôi, khá là cùi. 5 ngày trước mà nó vẫn đứng top 68 này. Nói chung là ở trong cái võ đài hạt mít này thì lâu quá mình chưa review luôn, thực quá lâu rồi mình chưa đi cái này nên mình cũng chả biết gì. Nói chung là toàn gà thôi, chả được gì cả. Đi trong này chủ yếu là review nhưng mà thấy nó cũng vui đấy. Ok, GB 2357 anh ta đã lên trận, và trận đầu tiên đó là với là Dracula. Nói chung là mình đợi khá là lâu đây. Hiện tại Bận Bựa đang đi dạo chơi. Bà admit bà nói gì đây? Bà admit nãy bà nói gì anh em nhỉ? Ok, mình đang đợi thì coi bà nói gì đây. Chà chà, nãy bà nói là tắc kè hoa cái gì á, nghe cũng chả rõ bao nhiêu luôn. Đấy, khá lắm, chuẩn bị đánh tiếp tục nào. Trận đấu với lại người vô hình, mình thấy là hạ xong con Dra là xong tới người vô hình này. Trước tiên là chúng ta thấy được là hạ xong Dra là tới người vô hình. Đấy, ok. Hạ xong người vô hình thì hình như tới cái con thỏ độc bạc hay sao? À, bông băng, đúng rồi. Như thả Dra xong người vô hình xong tới bông băng. Bông băng xong mới thỏ độc bạc. Ok. Bông băng rồi, thành trái đất cắn đau phết đấy. Ok, và mình sẽ có trong người đó là 1k9 sức đánh với là HP, với chỉ số HP với là KI khá là ok rồi. Mình sẽ nhai lồng đèn vào nhá, nhai lồng đèn vào cho nó hung hăng. Ok, rồi thanh niên Miko anh ta đang lên TV.
Hinata và Piccolo. Piccolo này bao nhiêu đây? Úi dồi ôi, 1.8 tỷ sức mạnh vào đây làm gì? 1.8 tỷ sức mạnh đi ra ngoài kia chơi bạn ơi. Ôi thanh niên 8 triệu sức mạnh này, ok. Nói chung là thanh niên Miko này chỉ còn 12 HP rồi bị ở dơ của mình súp mặt lờ luôn. Nói chung là anh em trên 150 triệu sức mạnh vào đây làm gì, phí tham của người ta. Ok rồi, mình đã lên trận đấu rồi, vỗ tay thôi nào. Trận đấu đầu tiên của chúng ta đó là trận đấu của mình với lại Dracula. Dracula anh ta đang mất máu rồi. Và hôm nay mình sẽ mang hai món sức đánh, một món phản đập thương và một món hút HP. Ok, mình sẽ ăn full item cho nó hăng nhá. Ok rồi, ăn luôn bổ khí đi. Và mình sẽ trên người vẫn là đồ, hôm nay thì mình sẽ mang quần 1800 sức đánh, cái găng 900, ok. Và cái áo với lại cái giày 30% hút HP, khá là ngầu đây. Và trận đấu thứ hai của mình đó chính là người vô hình. Và người vô hình, nhắc đến người vô hình thì chúng ta sẽ thấy được nó tàng hình rồi. Ok, nó lại tàng hình nữa đây kìa. Mất dạy lắm, con này nói chung là nó tàng hình liên tục, tàng trữ ma túy tôi cho mày tàng luôn này, lên bờ xuống ruộng luôn, ok. Thì hôm nay chúng ta đang xem một cái clip đó là review cái võ đài bà Admit. Và bẩn bựa boy đang chạm trán với là bông băng, rất chi là buồn cười. Úi dồi ôi, bông băng đứng im à. Ôi nhường thì thôi, win vậy, em xin phép win vậy. Rồi đúng là bông băng thì chả làm gì được. Trận đấu tiếp theo đó chính là vua quỷ sắt tăng. Úi dồi ôi, trâu thế nhỉ, 52k HP cơ, kinh vồn ra. Ôi 52k chơi luôn, không ngán được. 52k thì 52k, 52k anh cần hết ra các bạn, mình không có ngán. Vua quỷ đấy, vua quỷ sắt tăng ở gồng đi, chết súp mặt lơ. Tiếp theo đó chính là thỏ đầu bạc 70k 2 HP, khá là trâu bò, như nó tùy thuộc vào HP của mình hay sao á, nhưng mà không sao, chơi hết á, chơi luôn. Mình không có laser nhưng mình vẫn ăn bổ khí cho nó ngầu đấy. Ok, thỏ đầu bạc anh ta lại đứng im, không hiểu vì sao anh ta lại đứng im. Miko anh ta đứng dưới và anh ta kêu còi mang xe hút, rất chi là bá đạo. Rồi ok rồi, ui rồi ôi, nhận thưởng thôi, win rồi anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa, mình vừa hạ xong cái con thỏ đầu bạc là win luôn, và mình nhận được một bùa một giờ bất kỳ và một vệ tinh bất kỳ. Bây giờ mình sẽ nhận gì đây? Mình sẽ nhận vệ tinh hay nhận bùa đây? Úi dồi ôi, nhanh quá anh em ạ. Đây là phần thưởng dành cho con. Đúng rồi, vui ghê. Nói chung là được phần thưởng là vui rồi. Rồi, phải nói rằng nãy giờ mình tưởng là đi là không được gì. Rồi, mất công nhai item quá. Tốn tiền 2 triệu tiền item. Nhưng mà bây giờ không biết nhận cái gì đấy nè. Chà chà, thì ra là lâu lắm rồi mới review. Tại cho quá lâu rồi mình mới review cái võ đài bạt mít này, nên là mình cũng không biết được. Nói chung là ở trong này thì nó khá là rộng và không qua map nữa. Và ở đây thì nói chung là hai bên thì có hai con quỷ sa tăng màu đen thui lè lưỡi ra, và anh em sẽ đứng chính giữa lười để đánh. Ok, mình sẽ nhận quà tiếp. Và bây giờ mình sẽ nhận, đó là mình nhận một vệ tinh bất kỳ đi nha. Hy vọng là nó sẽ ra vệ tinh tiềm năng sức mạnh để ngày mai mình đi danh trại, mình kiếm tiềm năng cộng cái skill này lên 7. Ok, cộng cái skill trị thương lên cấp 7. Nào, tiềm năng sức mạnh, tiềm năng. Úi dồi ôi, what the fuck, mình lỡ tay nhận bùa. Trời ơi, what the fuck thật. Ok, đã có 5 người đăng ký. Trời ơi, bình chọn này, mình bình chọn nhá. Mình bình chọn cho Ốc Ghi đi. Ok, bây giờ mình sẽ bình chọn cho Ốc Ghi rồi. Chà, bình chọn cho bạn Ốc Ghi đi 1 phiếu này. Bình chọn cho bạn Ốc Ghi 3 phiếu này. Bình chọn cho Ốc Ghi. Úi dồi ôi, 2 triệu vàng rồi. Thêm triệu vàng nữa đi. Mỗi lần bình chọn là 1 triệu vàng nhá anh em. Mỗi lần bình chọn 90% tổng tiền sẽ được chia đều cho phe bình chọn. Và 90% tổng tiền mình chọn sẽ được chia đều cho phe bình chọn, chính xác. Ok, mình sẽ bình chọn thêm 1 triệu nữa. Ok, tổng là mình sẽ bình chọn mất 5 triệu vàng cho cái vụ bình chọn này à ta. Ok, mình sẽ phí bình chọn là 1 triệu vàng. Khi trận đấu kết thúc, 90% tổng tiền bình chọn sẽ được chia đều cho phe bình chọn, chính xác. Rồi ok, hy vọng Ốc Ghi ơi cố lên. Ốc Ghi 957 cố lên. Ốc Ghi 957 cố lên. Tao đang bỏ tiền vào người mày đấy. Ok, chỗ mình là có 35 triệu. Hy vọng tao đang bỏ thêm cho nó 1 triệu nữa đi. Mình chọn cho nó 1 triệu nữa đi. Ok, hiện tại mình chỉ còn 34 triệu thôi. Không biết thắng hay thua đây. Cố lên Ốc Ghi ơi. Ốc Ghi ơi cố lên. Ốc Ghi ơi cố lên. Cố lên đừng có mất tiền tao 5 triệu mày. Đùa hoài, cố lên chứ. Cố lên Ốc Ghi ơi. Cố lên nào, chai yộ, chai yộ. Ô, mình thắng 5 triệu tư vàng. Phê lòi. Ô, phê đã quá anh em ạ. Đang phê. Lần giờ mình sẽ bình chọn cho máy đi. Thằng này có 1 triệu 4 HP à? 1k 1 HP à? Rồi để coi nào. Ôi dồi, thằng này chỉ có 2k HP thôi anh em ạ. Lần trước mình không biết mình bình chọn cho ai đây. Bình chọn cho thằng máy đi. Bình chọn cho thằng bà Hạt Mít đi. Ok, thấy này, thấy thằng kia HP ít quá. 2 triệu thôi, chơi 3 triệu đi. 3 triệu luôn, ok. Lần giờ mà mình thắng thì mình cũng được 2 triệu 7, thấy ngon đấy. Hay là mình vô đấu xong anh em bình chọn cho mình ra được không ta? Thì ngon lành ấy chứ. Ok, chúng ta đang tới với lại trận đấu của Vua Quỷ Sa Tăng.
Mình đang bình chọn cho máy. Cố lên vua quỷ ơi, cố lên, cố lên vua quỷ, cố lên vua quỷ. Úi rồi thỏ ơi, mày là nguồn sống của tao đây, nó tùy theo HP anh em ạ. Rồi ơi, mất tiền rồi, tiền mất mà tật mang rồi anh em ơi. Tiền mất mà tật mang rồi, what the fuck rồi. Cố lên thỏ. Úi rồi, what the fuck, mất cha nó vàng rồi. Thôi được rồi, mình sẽ tham gia thi đấu tiếp. Tham gia thi đấu, bây giờ mình sẽ đợi coi. Chà chà, à, nãy lời được cú lại thua cú nữa. Cay thật đây, nói chung là trong này cũng có cái vui của nó, mình nói thật luôn. Nói chung là lâu lâu review cũng thấy hay chứ nhỉ anh em nhỉ. Ok, thôi được rồi, chắc clip này mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Đấu thì cũng đấu rồi, bình chọn ăn thì cũng có ăn rồi, bình chọn thua thì cũng có thua rồi. Ok, còn tất cả mọi người đã xem clip của mình, đừng quên like và subscribe để ủng hộ Bẩn Bữa Boy nha. Mình là Bẩn Bữa Boy, YouTube có thứ 97. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình, đừng quên like và subscribe ủng hộ cho mình nha. Ok, bye mọi người, bye.